Thưa quý vị, Anh phát hiện 4 thi thể nghi là người Việt trong nhà máy bị cháy. Cảnh sát vùng đại Manchester phát hiện 4 thi thể tại nhà máy bị cháy 10 tuần trước, có thể liên quan tới nhóm người Việt mất tích. Cảnh sát vùng đại Manchester của Anh ngày 25 tháng 7 ra tuyên bố cho biết các thi thể được tìm thấy tại hiện trường vụ cháy nhà máy Bismarck House trên phố Power ở thị trấn Oldham trước đó 10 tuần có thể liên quan tới 4 người Việt Nam đang mất tích. Trong quá trình xác nhận danh tính người đã khuất, chúng tôi đang liên hệ với các cơ quan đối tác để đảm bảo những người có thể là thân nhân của họ ở Việt Nam được thông báo và hỗ trợ đầy đủ. Rob Port, quan chức Sở Cảnh sát vùng đại Manchester cho biết, đám cháy bùng phát tại nhà máy Bismarck House vào rạng sáng ngày 7 tháng 5. Sở cứu hỏa vùng đại Manchester đã điều động 10 xe chữa cháy để đối phó với vụ hỏa hoạn. Khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường, đám cháy đã lan rất rộng. Leon Parks, quan chức sở cứu hỏa cho biết trong cuộc họp báo hôm 25 tháng 7, chúng tôi đã quyết định không cho phép bất kỳ lính cứu hỏa nào vào bên trong tòa nhà vì đám cháy quá lớn và cấu trúc của tòa nhà cũng không ổn định. Tại thời điểm vụ hỏa hoạn xảy ra, cảnh sát tin rằng không có ai ở bên trong. Đám cháy được dập tắt 4 ngày sau đó. Cảnh sát ngày 21 tháng 7 nhận được cuộc gọi thông báo về 4 người Việt mất tích và có thể liên quan đến vụ cháy. Hai ngày sau, các công nhân phá dỡ nhà máy Bismarck House phát hiện 4 thi thể tại hiện trường vụ hỏa hoạn. Cảnh sát đại Manchester đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Bất cứ dấu hiệu về hành vi phạm tội hình sự nào được xác định trong quá trình điều tra sẽ được xác minh và xử lý ngay lập tức, ông Post nói. Thành phố Hồ Chí Minh, cựu cảnh sát chống buôn lậu bị bắt vì tội buôn lậu. Thưa quý vị, bị can Võ Văn Đông bị bắt khởi tố vì liên quan đến vụ nhập lậu gần 1.300 container máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam tiêu thụ. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Võ Văn Đông, cựu cán bộ đội chống buôn lậu, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu và Nguyễn Mạnh Toàn, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều, Lê Văn Thành, Vũ Văn Tuấn, Phạm Toàn để điều tra về tội buôn lậu. Cơ quan điều tra cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Văn Đông, Nguyễn Thị Mai Phương, Nguyễn Đình Thiều và Phạm Toàn. Các bị can nói trên có liên quan đến vụ buôn lậu do Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ thuộc đội chống buôn lậu, phòng cảnh sát kinh tế, công an Thành phố Hồ Chí Minh và đồng phạm thực hiện mà cơ quan điều tra đã khởi tố. Bị can Hoàng Duy Tiến được xác định là chủ mua buôn lậu 1.282 container hàng hóa là thiết bị máy móc cơ giới cũ từ Nhật Bản, Đài Loan về Việt Nam tiêu thụ với trị giá tính thuế hơn 192 tỷ đồng. Trước đó, ngày 24 tháng 5 năm 2021, Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra phát hiện 6 container hàng hóa là thiết bị máy móc cũ từ Nhật Bản, Đài Loan. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo khai báo là 816 triệu đồng. Làm việc với những người đi làm thủ tục thông quan, giao nhận lô hàng trên, công an xác định toàn bộ các doanh nghiệp đứng tên mở 6 tờ khai hải quan là của Hoàng Duy Tiến. Từ tháng 8 năm 2019 đến nay, Hoàng Duy Tiến đã thành lập 47 pháp nhân làm thủ tục nhập khẩu 1.282 container hàng hóa cũ, có trị giá tính thuế là 192 tỷ đồng. Thực chất toàn bộ hàng hóa đều là nhập khẩu thuê cho người khác, không phải nhập về để phục vụ sản xuất như khai báo với cơ quan chức năng. Sau đó, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Tiến và 7 bị can đồng phạm, gồm Quỳnh Thị Quỳnh Trang, Phan Minh Tuấn, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Bảo Châu, Lâm Hồng Đào, Trần Quang Lợi và Nguyễn Trung Thuận. Mở rộng điều tra đầu tháng 4 năm 2022, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bị can đối với 11 người là lãnh đạo, nhân viên công ty giám định Đại Minh Việt, gồm Dương Mạnh Ninh, Trần Xuân Duẩn, Đinh Văn Hiên, Mai Đức Tài, Cao Đăng Minh, Võ Hoài Đức, Dương Quốc Hòa, Trần Đình Hùng, Trần Tấn Long, Trịnh Quang Phước, Đinh Quang Triều. Các bị can bị khởi tố điều tra về tội buôn lậu theo Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo cơ quan điều tra, tuổi thiết bị cũ nhập khẩu không quá 10 năm và hồ sơ nhập khẩu phải có chứng thư giám định. Tuy nhiên, các bị can tại công ty giám định Đại Minh Việt đã lập sẵn biên bản giám định trước khi tới giám định, hoàn thiện hồ sơ để đối tượng có vai trò quản lý như Dương Mạnh Linh, Trần Xuân Duẩn, Đinh Văn Hiên ký các chứng thư giám định, cung cấp 1.121 chứng thư giám định khống cho Hoàng Duy Tiến,
qua đó tiếp tay cho buôn lậu. Hải Phòng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện chết trong tư thế treo cổ. Thưa quý vị, qua khám nghiệm tử thi, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng được xác định tử vong vào khoảng 4 giờ sáng ngày 26 tháng 7, không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Sáng ngày 26 tháng 7, giới chức huyện Kiến Thụy xác nhận ông Nguyễn Đức L, sinh năm 1981, Phó Giám đốc Trung tâm Quỹ đất huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng đã tử vong. Ông N được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên cây ở khu vực bờ sông Đa Độ, cách nhà riêng khoảng 300m tại thị trấn Núi Đối, huyện Kiến Thụy. Nhận được tin báo, Công an huyện Kiến Thụy, các phòng chức năng của Công an thành phố Hải Phòng và các đơn vị khác đã đến hiện trường để làm rõ vụ việc. Qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định tử vong vào khoảng 4 giờ sáng ngày 26 tháng 7, không có dấu hiệu của tác động ngoại lực. Ông L là Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Trước khi xảy ra sự việc đáng tiếc, vào ngày 21 tháng 7 tại thị trấn Núi Đối, ông L điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến cho hai nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức của Hà Nội. Tại ngay app Top Cup Send, chuyển tiền nhanh chóng, không sợ mất phí, dễ dàng sử dụng.